Bây giờ tôi sẽ sửa cái bài mà em làm về đề tài đại dương á. 10 điều bạn có thể chưa biết về đại dương. Nhãn thì bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đại dương, bảo vệ môi trường thiên nhiên, câu lạc bộ tiên cá, ngăn chặn rác thải nhựa hả? Good job man. Được á. Bây giờ tiếp. Có rất nhiều người trong chúng ta yêu thích đại dương. Ai hầu như ai cũng yêu, hầu hết ai cũng yêu thích đại dương. Thôi bây giờ anh sẽ sửa trong này. Mới chỉ có 8 người đọc. Thứ nhất, anh sẽ nhấn cái con trỏ lên đây để anh đẩy cái hình nó xích lên. Rồi, và cái hình này anh sẽ nhìn ở trên phiên bản của mobile. Anh sẽ nhấn Inspect, click chuột phải và anh chọn qua chế độ nhìn trên mobile á. Nhìn trên iPhone thì nó như thế nào? Hình này thì nó được full screen ra rồi, em full. Ok, good job. Hay ghê luôn á, em làm hay quá, ngưỡng mộ rồi luôn á. Rồi bây giờ, có rất nhiều người trong chúng ta yêu thích đại dương, hầu hết mọi người đều rất yêu quý đại dương. Hầu hết chúng ta đều yêu quý đại dương, nhưng mà chúng ta lại thích xả rác ra ngoài bể đại biển. Hay quá, yêu quý nó sự sự nghịch ngợm của con người. Được đi biển và ngắm cảnh, được tắm biển chứ. Hầu hết chúng ta đều yêu thích đại dương. Rồi chấm được tắm biển và ngắm cảnh sóng vỗ. Được tắm và ngắm cảnh biển. Được tắm biển và ngắm cảnh những con sóng vỗ. Tại sao em không viết được như vậy nhỉ? Những con sóng vỗ thực sự là một trải nghiệm thú vị và đầy lãng mạn. Nhưng khi ngồi lại quan sát và lắng nghe, hồi nãy ra đây được tắm biển và ngắm cảnh. Được rồi, ngắm cảnh rồi, tại này viết rồi. Quan sát và lắng nghe từng tiếng sóng vỗ, bạn có thực sự hiểu gì đang xảy ra dưới biển mênh mông, dưới mặt nước mênh mông kia, dưới đáy biển mênh mông kia, đang xảy ra dưới đáy biển đây. Thôi dưới mặt nước cũng hay chứ, chấp nhận. Rồi mênh mông kia, chúng ta phụ thuộc vào một đại dương trong lành đến mức nào? Câu này khó hiểu vậy. Đại dương quan trọng đối với chúng ta như thế nào? Bạn có thực sự hiểu những gì đang xảy ra dưới mặt nước mênh mông kia? Và chúng ta phụ thuộc vào đại dương, vào một đại dương trong lành đến mức nào, là giống như là nước biển sạch đó. Và nước biển trong xanh nó như là nước biển thuần khiết thì nó có lợi như cho chúng ta ra như thế nào á. Chúng ta phụ thuộc vào những cái nguồn nước sạch đó đó. Nếu mà nước mà cũng như công ty Formosa mà nó thả chất độc gì mấy năm trước giờ, tới giờ nó còn chưa hết, nó hủy hoại cả một đại dương luôn, cá voi cá heo chết tè lè hết, rất là khủng khiếp, rất là kinh hoàng. Và cái tình trạng này không bao giờ dừng lại, chỉ có Covid-19 thôi ha, nhớ đó những gì tiên cá đã nói. Lần tới khi bạn đến thăm bãi biển, hãy nghĩ đến 10 điều dưới đây nhé. Mấy cái dấu cách cách khoảng nói gì đó thì em viết ghi gần lại đi. Và chúng ta phụ thuộc vào một đại dương lành mạnh. Và chúng ta phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của đại dương đến mức nào, và chúng ta phụ thuộc vào đại dương, là chúng ta đi đánh bắt cá nè nhiều đến mức nào. Giờ cá biển không còn đi, cá biển thể hiện nền kinh tế, không còn cá biển ai, cái quốc gia đó nó nghèo mà nghèo mà nghèo mạt luôn. Chúng ta phụ thuộc vào đại dương nhiều như thế nào? Bởi vì bây giờ tàu bè người ta đánh cá của mấy cái nơi khác cứ đi qua mấy vùng biển người ta rồi đánh bắt cá người ta đó. Bởi vì cái kinh tế nước không còn nữa thì bắt đầu nó đi qua nước khác, nó đánh bắt cá của nước người ta. Cá là thể hiện nguồn tài nguyên kinh tế của một quốc gia.
mà không biết bảo vệ cá biển, không biết bảo vệ đại dương, không biết bảo vệ san hô, cứ thải rác thải xuống biển là xong, tan hoang cửa nhà chả còn gì nữa. Lần tới khi bạn đến thăm bãi biển thì hãy nghĩ đến 10 điều dưới đây, bởi vì em viết về mấy cái đề tài của anh nên anh cho em nhiều cái kiến thức hơn trong cái cách viết bài của em. Ít nhất 50% lượng oxy trên trái đất đều nhờ vào đại dương tạo ra. Thấy ghê không mọi người, hàng hóa và dịch vụ mà đại dương cung cấp, từ việc đánh bắt cá đến du lịch và bảo vệ bãi biển. Từ việc đánh bắt cá đến du lịch và bảo tồn biển, hàng hóa và dịch vụ mà đại dương cung cấp. Hàng sao lại hàng hóa và dịch vụ ta? Cái lượng này hàng hóa là sản phẩm là giống như là mấy cá đồ á, cá mà đại dương cung cấp là những cái thực phẩm, là cái những thực phẩm mà và dịch vụ đại dương cung cấp. Thực phẩm và dịch vụ đại dương cung cấp, từ việc đánh bắt cá đến du lịch và bảo vệ bãi biển có giá trị khủng, và vệ sinh đó, giống như là làm vệ sinh bãi biển cho sạch sẽ đó, đều có giá trị khủng đó. Bảo vệ biển giống như là kinh doanh bãi biển đó, kinh doanh bãi tắm đó, kinh doanh bãi tắm biển đó. Từ việc đánh bắt cá đến du lịch và kinh doanh đến du lịch và kinh doanh bãi tắm biển đó, đều có giá trị khủng. Ít nhất 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thấy ghê không? Cá là nguồn thực phẩm, cá là nguồn thức ăn và thu nhập chính của hơn 800 triệu người. Hỏi sao cá nào mà nó đẻ nổi, nó đẻ đẻ lủng cái bao tử nó luôn á. Nó đẻ lòi cái ấy luôn á mà nó không cung cấp nổi thức ăn cho con người thời nay á. Bởi vì á, thả rác xuống quá, bắt nó lên ăn mà cứ quăng rác xuống cho nó hoài à. Giả sử đại dương là một quốc gia thì nó sẽ là nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới, khi chúng ta biết cách quản lý, duy trì và bảo tồn đại dương bền vững, thì đại dương chính là mũi nhọn phát triển kinh tế thế giới. Bởi vậy bây giờ thấy không, nói đúng không, cứ đi chiếm biển của người ta qua đánh bắt cá cho người ta, làm cho được kinh tế người ta suy vong, chỉ có làm cho môi trường của người ta nó ô nhiễm đi rồi người ta không sinh sống được này kia nữa, thì người ta mới lệ thuộc mình. Chứ vô một cái quốc gia mà nó quá giàu về tài nguyên thiên nhiên như Việt Nam đây, và bây giờ là cứ kinh doanh mà cái chất độc thải cứ đổ ra biển riết, rồi mua chuột này kia. Cứ bỏ tiền ra là lo lót bảo vệ môi trường được hết, trong khi cứ thải chất độc ra môi trường thiên nhiên, làm cho người dân nghèo khổ, khổ cực, người ta đói khổ người ta mới đi làm công nhân xí nghiệp, chứ giờ ai cũng có ăn có mặc có đầy đủ hết rồi, đi làm công nhân làm cái gì? Từ ngày mấy cái nhà máy mọc lên ven sông á đó, đó, này là tôi thay mặt các vị thần biển, thần sông, thần rừng nói chuyện với mọi người, đó là sự bức xúc của quỷ thần, nên đừng hỏi sao họ phán xét Việt Nam nha, Covid-19 nha. Mỗi ngày nhựa đang được mỗi ngày em viết thiếu chữ, mỗi ngày nhựa, chất thải nhựa đi, em viết chữ ở dê, em viết giống tiếng người Mỹ quá. Chất thải nhựa đang được đổ vào môi trường tự nhiên, đang được đổ ra thiên nhiên, đổ ra tự nhiên với tốc độ không thể nào kiểm soát được, tương đương cứ mỗi phút là có một chiếc xe tải chở đầy rác thải nhựa, chở đầy nhựa thải, chở đầy rác nhựa đổ vào đại dương. Đó hay không? Làm ô nhiễm nguồn thức ăn, nguồn ở cái resort là cái nguồn ở má. Quên, sorry em. Làm ô nhiễm nguồn thức ăn, ô nhiễm hệ sinh thái biển và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và kế sinh nhai của con người. Con người bất chấp tất cả các cảnh báo đó. Tuy vậy, cho nó giống Việt Nam một xíu. Tuy vậy, con người bất chấp tất cả cảnh báo đó, sản lượng nhựa vẫn đổ tiếp tục, sản lượng khối lượng
Nhựa vẫn tiếp tục được đổ xuống, nhựa thải vẫn tiếp tục đổ vào đại dương tăng lên mỗi năm, tăng lên hàng giờ luôn đó. Mỗi lúc là một nhiều hơn mà tăng lên hàng giờ luôn, mà rác thải tạo ra nhiều lắm, dự kiến sẽ tăng lên gấp 4 lần vào năm 2050 thôi. Bây giờ thì tụi chị xuống đi biển là hút rác lên ăn là được luôn rồi đó. Khoảng 80% ô nhiễm trên biển được tạo ra bởi các hoạt động trên đất liền, nó tàn phá đại dương, làm suy thoái môi trường sống dưới biển và đe dọa trực tiếp đến các loài động vật, các loài động vật và thực vật biển. Một số loài trong số chúng quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Một số loài quý hiếm như là cá mó nè, cá vẹt nè, bị bắt ăn thịt rất là dữ dằn ở ngoài côn đảo á. Tôi vừa chưa up được hết mấy clip đó. Ê, mấy cái phần câu chữ chỗ này em làm sai nha cô gái. Trời ơi con bé ơi, nó không để lên trên Google dịch, anh là nhận ra rồi. Em không chịu để vô Google dịch để format phông chữ ra, cái phông chữ nó tào lao miến lao như thế này là toan rồi. Rồi xong hỏi 10. Rồi xong. Cái bài này á, anh thấy em làm được nhưng mà cái phông chữ thấy nó sai trái quá. Mười điều kể trên. Rồi cái chữ này sao không quá. Thì bây giờ là tôi sẽ phát triển cái trang về các chương trình bảo tồn đại dương kết hợp giữa tổ chức Buddy và Wildlife Fund, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới, để viết ra những cái bài chuẩn cho các bạn đọc để có kiến thức đừng làm hại thiên nhiên và động vật nữa. Hãy dừng lại những tác động tiêu cực của mình đối với hệ sinh thái toàn cầu để có thể hạn chế bớt phần nào về biến đổi khí hậu trong tương lai. Và đây cũng là vấn đề nan giải của các nhà khoa học. Mọi người cùng chung tay làm những cái hành động tích cực như đọc và share những cái gì mà cái bài báo của Tuyun đăng lên mỗi ngày trên trang tuyun.vn là đang giúp Tuyun tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc sống cho người dân Việt Nam, và để cho các vị thần yêu mến chúng ta họ đừng phán xét chúng ta nữa ha. Ok, cứ nhìn Tuyun không bao giờ bệnh tật, 25 năm rồi không bệnh tật, hỏi Covid nào diệt nổi anh. Anh thành tiên luôn rồi. Anh giống như là chó vậy đó. Mấy con chó là mấy con thú là đâu bị đâu, chứ con người bị thôi. Bởi vì con người đã sống sai với cái tự nhiên này. Con người đi làm trái đi cái đạo lý luân hồi, tà dâm nè, trộm cắp nè, hút sách nè. Nói chung là tội lỗi của con người nó đang gọi là ngập ngập tràn luôn á. Con nít bây giờ lớn lên chỉ thích coi coi phim người lớn và thích chơi game. Ừ, 12, 13 tuổi là đầu óc mấy em đen như là cái mực gì á. Ừ, chịu hết nổi. Thật sự quá khủng khiếp. Mỗi ngày chất thải nhựa đang được đổ ra tự nhiên với tốc độ không thể nào kiểm soát được, tương đương rồi. Khoảng 80% ô nhiễm trên biển được tạo ra bởi các hoạt động trên đất liền. Chính xác. Tôi lụm rác mà sát mặt luôn ở đảo Koh Samlum, rác thải nhựa tàn đất liền cho vô không mà, chứ người dân trên đảo người ta không có xả rác, người ta đốt rác, người ta có sự quy trình xử lý hết. Nó tàn phá đại dương, làm suy thoái môi trường sống dưới biển và đe dọa trực tiếp đến các loài động vật và thực vật biển. Một số loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Ok, chúng ta đã mất 50% các rạn san hô và rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn bây giờ từ cái khúc mà đi Vũng Tàu, gần ra tới Vũng Tàu ở đầu san bằng hết rừng ở đó để biến thành khu đô thị, khu căn hộ đó, nhờ cái Covid-19 mà là 3 năm nay là thấy là không có xây gì lên nữa. Cảm ơn Covid-19 lần nữa nha. Rừng ngập mặn có thể tạo ra lượng carbon nhiều hơn gấp 4 lần so với rừng nhiệt đới. 90% con chim biển, 90% là con chim biển, có ai nói gì không? 90% là chim biển có nhựa trong dạ dày. Rồi, nói một cái hình dung trong bộ não liền đau lòng.
cứ tưởng người nó đói quá nó không có gì ăn, do chim á, là do tàn phá rừng của nó, những cái rừng ngập mặn chim nó sống trong nó rất là nhiều, rừng đước, rừng rừng đồ, rừng cây đồ á, rồi giờ chim nó không còn chỗ sống, bây giờ nó phải đói nó ăn luôn cả nhựa, ăn luôn để nó no, mà nó no là nó chết. Hỏi con người ác không? Covid-19 con người chết nhầm nhò gì? Nếu con người không không dừng lại những tác động tiêu cực thì con người sẽ còn thê thảm hơn nữa, bởi vì con người bây giờ là nhiều nhất thế giới rồi, chiếm hết diện tích của các loài vật, môi trường sống của các loài vật chiếm hết, nhà cửa mà cửa xây lên mà cũng không chừa được được một cái khoảng trống thiên nhiên nữa, nền đất thì đổ xi măng hết cho nó nóng, rồi hỏi sao nhà tôi nóng quá, rồi không có trồng cây gây rừng, không có làm gì cả, chỉ có ăn rồi sinh sản rồi. Vì đồng đồng ý hả? Đồng ý hả? Đồng ý thì đi ra chỗ khác để anh làm việc cái. 10 điều này giúp cho chúng ta. Thôi thôi thôi. Đi 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 đi. Giờ này chưa có chơi được, đi đi. Đi ra ngoài liền và ngay luôn. 10 điều này giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn về mức độ phụ thuộc của chúng ta. Về hôm nay chúng ta hình dung hơn về mức độ phụ thuộc của nhân loại vào đại dương. Và những hành động hàng ngày của chúng ta đã làm, và những hành động hàng ngày của chúng ta đang gây hại đến đại dương, và những hành động gây hại hàng ngày của chúng ta đối với đại dương. Đại dương chính là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, vì vậy hãy biết ơn và trân trọng, hãy biết trân trọng, hãy biết ơn và trân trọng đi, trời ơi, biết ơn và trân trọng điều đó, trân trọng là biết quý rồi đó, trân trọng, biết ơn và trân trọng điều đó, xin hãy gìn giữ đại dương, xin hãy gìn giữ, xin hãy bảo vệ đại dương đi, save the ocean ấy. Xin hãy bảo vệ đại dương. Khi bạn có ý định vứt bỏ một mảnh nhựa thì hãy nghĩ đến những điều trên. Bạn có thể đóng một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ đại dương bằng cách tham gia thử thách Zero to One Hero. Hay, cái này là anh biết, anh làm. Nên bây giờ mấy em viết thì mấy em viết cho tổ chức World Wildlife Fund, nhưng mà anh còn mấy chịu tổ chức của anh nữa, như Trust Night. Tổ chức này anh làm với mấy người Pháp. Đó, thì anh sẽ để cái đường link về Trust Night. Rồi, thử thách kéo dài 5 tuần và sẽ mang đến cho bạn những mẹo đơn giản. Oh man, thôi cái này để nó riêng đi ha, cái này làm cho Zero to One Hero, từ con số 0 mà biến đại dương thành anh hùng gì đó. Thử thách kéo dài 5 tuần này sẽ mang đến cho bạn những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả về cách bạn có thể thực hiện vai trò của mình vì đại dương. Hãy để lại thông tin cho chúng tôi, sẽ gửi đến hộp thư của bạn cùng lên tàu và ra khơi với kiến thức bổ ích mỗi tuần. Ok, thì cái chương trình này của World Wildlife Fund thì Tuy-un sẽ để cái đường link của họ vào trong này, để cái chương trình này của họ chứ Tuy-un không có làm. Thì em sẽ để cái nhấn vào cái gì đó, em sẽ gắn cái đường link của họ vô trong này để cho người ta nhấn vào. Rồi anh sẽ giới thiệu thêm một cái video về một cái chương trình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng mới giới thiệu cũng bên cạnh đó chúng tôi cũng muốn giới thiệu chương trình bảo vệ đại dương của câu lạc bộ tiên cá Tiêu đang phát triển máy móc máy móc là đã phát triển xong rồi, đang cần mấy cái người lặn biển tốt như tôi để nhặt rác thải thôi, đang phát triển máy móc xong hết rồi,
bảo vệ đại dương của câu lạc bộ tuyên cá Tuyên Uôn đang phát triển ở đảo Cổ Rồng, ở đảo Corong Phong Luông, với chương trình mang tên chương trình Just Night. Just Night đi. Just chương trình Red thì đẹp á, Justice này. Thôi rồi, hướng đến Facebook của họ đi. Cái này thì anh biết anh thêm vô, còn nếu mà anh viết chuẩn theo bài viết thì không cần nha. Con Justice chương trình này là tái chế rác thải nhựa từ biển đang phát triển trên đảo Cô Rồng với anh xem. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem video. Xem thêm video. Rồi, xem thêm cái video này. Rồi, anh viết chữ này chữ thường. Xong rồi. Thì cái video đó là anh sẽ cho nó vô luôn. Bài viết của em thì viết được, nhưng mà để cho mọi người đọc yêu thích hơn thì chúng ta cần viết cho nó có tiếng Việt, một ý nghĩa tiếng Việt xíu. Rồi, chương trình Dress của anh. Cái này mình vừa làm vì môi trường luôn. Em viết rồi em share cho bạn bè em đọc, để mọi người cùng biết mà bảo vệ môi trường. Đó là những việc mà đơn giản nhất anh muốn giúp đỡ luôn chứ. Viết mấy này chắc đối tượng xem cũng ít. Dress này. What the dress này? Just now, what's going on? Where are you? Tập tập tập. Yeah, over there. Copy that. Here we go. Nào. Rồi bây giờ anh copy cái đoạn video đó anh bỏ vô. Thì ở đây nó có một cái tính năng là insert video ha, YouTube video. Cái này anh chỉ vô thêm thôi, còn bài viết em không cần làm gì đâu. Còn anh muốn làm gì thêm anh tự nhét nó vô. Just nice, just rồi xong. Thì cái video này bỏ vô, anh chỉ luôn ở trong này, trong cái video hướng dẫn thì ở phần cái đoạn bên cuối của cái footer mình đã lồng video vô thì nó sẽ có cái mã. Cái mã về YouTube. Đâu rồi? Đây, cái đây là cái video YouTube. Nó ghi là nè, cái đường link YouTube video short nè, chiều rộng nó là 320. Nhưng anh sẽ để cho nó cái lát, thẻ lát của nó anh cũng để là em full luôn, vì anh muốn màn hình ảnh của nó là rộng ra, và chiều cao của nó thì anh làm chiều cao 266, chiều rộng 320, thì anh để chiều cao nó 300 luôn đi cho rồi. Rồi bây giờ anh sẽ coi cái bài viết này nó ở trên mobile nó sẽ trình bày như thế nào. Đây. Trên trên mobile thì nó ra cái hình vuông như thế này. Bài viết nó như thế này, ta nhấn vô thì ta coi. Như vậy là đã xong rồi em nhé. Rồi khi chuyển về composer view, viết lại bằng cái ngôn ngữ. Cái 300 này anh thấy tỷ lệ nó cũng không có chuẩn đâu nha. Anh đổi nó 300 thành 240, 360, 360 thử coi. 360 thì nó vậy, coi trên mobile cái
ảo trên mobile. Coi trên mobile thấy 360 cũng đẹp. Ok, được. Được rồi, thôi vậy nha em. Rồi, mà em không cần phải làm mấy video đâu. Có gì anh thấy bài nào nó hợp với nội dung trên YouTube thì anh lồng nó vô anh giới thiệu thêm. Chỉ vậy thôi, bài này anh duyệt.